Xin chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 ạ, hoặc 0396164604. Hiện tại đang là buổi tối của ngày 21 tháng 6 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em đang có những dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm để giao lưu cùng cô chú chị và các bạn nhé. Đặc biệt là những cây giáng hương đuôi cáo, những cây giáng hương đuôi cáo hoa phân nhánh và rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm khác ạ. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Do em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo ạ. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan Hải Yến ạ. Như cây lan Hải Yến là những cây nhỡ rất là đẹp như thế này cô chú anh chị này, vừa tầm ghép tuyệt vời luôn. Với giá chỉ 140.000 trong 1 kg thôi mà em bán ngay từ 0,3 kg luôn cô chú anh chị nhé. Với 0,3 cô chú anh chị được một lượng hàng như thế này, thoải mái cô chú anh chị có thể ghép trụ hay là trồng những chậu lan rất là tuyệt vời luôn rồi. Mới sắc hoa tím ngọt ngào và cực kỳ là thơm, đó là dòng lan giáng hương Hải Yến ạ. Và tiếp sang bên này thì em đang có những dòng lan giáng hương đuôi chồn ạ. Những cây lan đuôi chồn ở đây thì em đang có những cái phần giáng hương đuôi chồn, phần này gọi là phần số 1 này cô chú anh chị này. Phần số 1 thì có tất cả là 6 cây giáng hương đuôi chồn, cây khá là lớn nhé cô chú anh chị nhé. Và phần số 1 này xin phép được bán với giá 80.000 thôi cô chú anh chị ạ. Đó, hẳn 6 cây rất là đẹp như này. Và sang phần tiếp theo sẽ là phần số 2 ạ. Phần số 2 ở đây thì cô chú anh chị có thể cùng em đếm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cây ạ. Tổng là 12 cây và phần số 2 này em để giá là 80.000 nhé. Và phần tiếp theo sẽ là phần số 3. Phần số 3 này thì cái phần giáng hương đuôi chồn này thì có 4 cây đuôi chồn khá là lớn ạ. Và phần số 3 này thì em xin phép được bán với giá là 90.000. Đó, có tất cả là 3 phần giáng hương đuôi chồn như vậy thôi. Và sang bên này đây thì giáng hương đuôi cáo thì em đang có những hình giáng hương đuôi cáo. Hôm nay có những hình giáng hương đuôi cáo hoa phân nhánh và rất là nhiều những cây đẹp. Ngoài ra thì em có cả những mặt hàng kg và em bỏ sỉ cô chú anh chị nhé. Đẹp cô chú anh chị, em sẽ có bán cả sỉ và lẻ và cô chú anh chị có thể cùng em nhìn cái lô hàng về, nó rất là tươi. Cây thì khi mà bán hàng cân như vậy ấy, thì cũng đã cắt tỉa rất là sạch sẽ rồi cô chú anh chị nhìn thấy đã, rất là đẹp. Đó thì cũng đã lựa chọn rất là kỹ cô chú anh chị nhé. Hàng giáng hương đuôi cáo này sẽ có lẫn cây to và cây nhỏ như vậy. Thì cô chú anh chị nào mà muốn vào vườn bỏ thì em cũng có bỏ sỉ và với giá thì cũng cực kỳ là ưu ái ạ. Và còn nếu mà cô chú anh chị mua lẻ thì em sẽ bán ngay từ 0,5 kg với giá tiền là 200.000 1 kg giáng hương đuôi cáo cô chú anh chị nhé. Nhìn toàn bộ cái lô hàng đây thì bên em đã cắt tỉa rất là kỹ rồi. Nhiều cô chú anh chị cứ sợ rằng là khi mà mình mua hàng cân ấy thì có thể là bị gãy dập mà lộn xộn thì cây không có được đẹp. Tuy nhiên thì hàng rừng về thì chắc chắn rằng là có một số cây nó có thể là bị dập nhẹ một chút xíu hay là lá có thể bị sâu cắn một chút, thì đấy là cái điều không tránh khỏi, kể cả hàng em bán hình cũng như vậy thôi cô chú anh chị ạ. Đấy cô chú anh chị nhìn cả cái lô hàng đây ạ, nó rất là đẹp như thế này, đã chọn rất là kỹ hết sức rồi cô chú anh chị nhá. Nhưng mà mình cũng không thể nào mà những cái lá sâu mình cũng bỏ đi, hay là những cái lá dập một chút cũng xíu xíu thôi mình cũng bỏ đi là cũng không thể nào được. Đấy, cây hàng rất là đẹp như thế này rồi cô chú anh chị nhá, với giá tiền là 200.000 cho 1 kg ạ. Mùa này thì ngay cả cô chú anh chị những người mới đang bắt đầu là tập ghép cáo thôi cũng yên tâm cho em rằng mình có thể ghép được những cây lan đuôi giáng hương đuôi cáo tuyệt vời. Hàng thì cực kỳ là tươi luôn, 200.000 cho 1 kg, bán từ 0,5 kg cô chú anh chị nhá. Đảm bảo đã cắt tỉa rất là kỹ như thế này, cô chú anh chị mua lợi cân. Và xong này là đây ạ. Còn nếu mà cô chú anh chị mua hàng theo hình ấy thì lát nữa em sẽ có cả hàng theo hình và có cả những cây hàng tuyển lá xếp này. Và có cả những cây lan hoa phân nhánh, cô chú anh chị có thể lát có thể chọn theo hình cho em cũng được nhá cô chú anh chị nhá. Còn đây ạ, sang bên này đây sẽ là những cây lan hải mốc hồng tươi roi rói và đẹp như này này. Hải mốc hồng em bán với giá chỉ 120.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị ạ. Và em bán ngay từ 0,3 kg rồi cô chú anh chị nhá. Với 0,3 cô chú anh chị có một cái phần hải mốc hồng cực kỳ là nhiều mà cô chú anh chị có thể ghép được rất rất nhiều giò luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Dòng hoa lan hải mốc hồng này nó sẽ nở hoa đúng vào thời điểm Tết nhé cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị có thể thấy là một cái phần lan hải mốc hồng, một cái chậu lan hải mốc hồng mình có thể ghép từ 3 cho đến 5 cây thôi, mà 0,3 cô chú anh chị phải được khoảng tầm ít nhất là 50 cây trở lên. Sau bên này đây sẽ là dòng lan đây, ngoài cái hải mốc hồng thì em còn có cả những cái dòng lan hải khác như là hải hồng ạ, hoa cực kỳ là đẹp mà dễ thuần dễ chăm mà
rất là dễ cho hoa. Hình này gọi là hình số 4, 120.000 cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị có thể tìm hiểu những cây lan hài hồng, thậm chí người ta bán lẻ mỗi một cây lan hài hồng nhổ rừng về thôi, chưa thuần người ta đã bán hơn 40.000 một cây rồi cô chú anh chị ạ. Đây hàng đã thuần sẵn rồi, một cái chậu hài hồng đẹp như thế này có 120.000. Chậu tiếp theo chậu số 3 với giá 110.000 cô chú anh chị nhé. Và sang ngày tiếp theo sẽ là lan hài Henry, Henry số 1 với giá là 90.000, Henry số 2 với giá 80.000 và hài táo một chậu duy nhất thôi với giá 70.000 ạ. Hoàng thảo nghệ tâm. Cô chú anh chị có thể thấy rằng là những cái phần hoàng thảo nghệ tâm mỗi một cái lô như thế này đủ cô chú anh chị có một cái dòng lan rất là đẹp. Giá chỉ có 30.000 cho một cái lô hoàng thảo nghệ tâm thôi. Và tầm mùa bây giờ cô chú anh chị có thể thấy là mầm nó đang lên, thì cô chú anh chị có thể ghép cho mình những giò lan hoàng thảo nghệ tâm hay còn gọi là thạch hộc viên dáng, số tiền bỏ ra 30.000 thôi cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái bảng lan hoàng thảo kèn ạ. Em nghĩ rằng là bất cứ một anh chị chơi lan nào chắc chắn cũng đều muốn chinh phục và muốn được thưởng thức những bông hoa kèn tím lịm đúng không ạ, và sai bông từ gốc đến ngọn. Những bảng hoàng thảo kèn này cô chú anh chị có thể thấy rằng là hàng đã thuần rất là ổn định rồi, dễ bám, giá thể rất là chắc chắn như thế này đây cô chú anh chị này. Và một cái giò hoàng thảo kèn như thế này hoàn toàn khỏe và đẹp, rơi ít nhất là từ 6 thân hoa trở lên ạ. Từ 5-6 thân hoa trở lên thì cô chú anh chị có thể có một cái giò kèn thực sự rất là tuyệt vời trong mùa hoa tới. Thì em bán một cái giò lan hoàng thảo kèn như thế này với giá chỉ có 150.000 cho một giò hoàng thảo kèn này thôi ạ. Bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị mình luôn. 150.000 cho một bảng hoàng thảo kèn. Và hàng thì bên em bảo hành chuẩn mặt bông là những cây kèn tím để cô chú anh chị mình thưởng thức hoa cô chú anh chị nhé. Đây ạ. Bảng nào cũng như bảng nào, cây tươi giói rất là đẹp, giá từ chỉ có 150.000 thôi. À sang bên này đây ạ. Cô chú anh chị có thể cùng em xem những cây lan vanda. Những cây lan vanda siêu rẻ ạ, một cái cây vanda xinh đẹp, chiều cao khoảng tầm 18 cho đến 20 cm. Với giá chỉ có 18.000 à, đâu, với giá chỉ 38.000 cho một cây thôi ạ. Và ở đây thì em có 4 cái mã màu để cô chú anh chị mình có thể lựa chọn này. Mã màu thứ nhất ạ. 1 này. Mã màu số 2, màu nào cũng rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Mã màu số 3 và mã màu số 4 cô chú anh chị nhé. Hiếm khi mà có những cây lan cái vanda với những bông hoa to đùng mà nở hoa suốt liên tục như thế này trong năm, giá chỉ có 80.000 thôi ạ. Samurai ạ, một cái loại lan với cái hương thơm vẻ đẹp trắng thuần thanh khiết luôn, hương thơm mùi kẹo ngọt rất là quyến rũ, một cái bụi samurai rất là nhiều cây cô chú anh chị ạ. Một cái dòng lan thưởng thức hoa phải nói là tuyệt vời luôn. Thì giá ở đây em đang để có 150.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Và riêng những cái cây samurai này cô chú anh chị đừng yêu cầu em là từng cây một lá xanh mướt hết ạ. Đảm bảo cô chú anh chị rằng cây sống được khỏe và cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức mùa hoa, những cái bông hoa thực sự rất là tuyệt vời. Còn những cái lá thì em không bảo hành được hết từng cái lá một xanh đến cô chú anh chị đâu nhé. Và sang bên này là những cái cây, một cái mặt bông, một cái cây lan mà em thấy là đẹp từ hoa cho đến thân lá. Đó là dòng lan mặt trời Bangkok ạ. Với sắc hoa cam đỏ nhé cô chú anh chị nhé. Và trên nền cái lưỡi ánh tím rất là tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị này. Bông hoa rất là đẹp, đáng thưởng thức ạ. Và cũng là một trong những dòng lan không phải chỉ nở hoa một mùa mà nó sẽ nở hoa liên tục trong nhiều lần trong năm cô chú anh chị ạ. Và cây lá xếp đẹp như vậy với giá chỉ 130.000 cho một giò thôi. Giáng hương đuôi chồn 160.000 cho một bảng. Đây là những cây lan giáng hương đuôi chồn Thái. Và dòng chồn Thái thì bao giờ cũng mang nhiều những cái đặc điểm tuyệt vời, đó là với những cần hoa rất là dài và dễ thuần dễ chăm. Một cái bảng chồn là hai cây cô chú anh chị nhé. Một cái loại lan hồ điệp phải nói là siêu xinh ạ. Đó là dòng lan hồ điệp blue với những cần hoa rất là dài. Cô chú anh chị thấy là một chậu lan hồ điệp blue thôi, khi mà người ta lên giò đến khi ra hoa nó tuyệt vời như vậy đấy ạ. Và ở đây thì một cái chậu lan hồ điệp blue này, một chậu là một cây như vậy, em xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị với giá chỉ có 45.000 trong cái chậu lan hồ điệp blue này thôi. Và duy nhất một cái chậu lan hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Độ bền của dòng lan hồ điệp bao giờ cũng trên 2 tháng, hiện tại cây đang nụ rồi cô chú anh chị này. Cây cực kỳ là khỏe và đang nụ. Bây giờ em đang để có bao nhiêu nhỉ? Có 40.000 cho cái chậu hồ điệp này nhá cô chú anh chị nhá. Thân lá khỏe đẹp và cũng đang có nụ. Bên này thì em có những cây lan ở đây sẽ là cây Dendrochoppip, một cái dòng lan cũng sẽ cho hoa liên tục và siêu dễ sống dễ chăm. Với bụi Dendrochoppip như thế này, nhiều thân cô chú anh chị ạ. Đang để giá là 150.000 cho một giò. Hàng này thì bảo hành chuẩn mặt bông là Dendrochoppip cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là đó là những cây lan phi điệp vàng. Những giò lan phi điệp vàng, một cái dòng lan mà em nghĩ rằng là
mỗi một thân phi điệp vàng của ngày hôm nay nó sẽ là một cái suối hoa tuyệt vời để cô chú anh chị mình có thể thưởng thức ạ. Cô chú anh chị có thể thấy là cây đang bắt đầu là sưng nụ rồi ạ. Cô chú anh chị có thể thấy này, đó đã bắt đầu là sưng để mắt nụ lên như vậy rồi cô chú anh chị nhá. Với cánh hoa sáp bóng tròn vo, xoai bông và họng đen rất là đẹp luôn, cái dòng phi điệp vàng. Và cái hình phi điệp vàng này em gọi là cái hình 46 ạ. Hai thân này chắc chắn sẽ là hai suối hoa tuyệt vời cho cô chú anh chị. Bây giờ em đang để là 100.000 cho một thân, một chậu này, một giò này cô chú anh chị nhé. Một giò này với giá tiền 100.000. Và mỗi một thân, có hai thân, mỗi một thân phải dài từ 1 mét trở lên cô chú anh chị ạ. 1 mét trở lên và thân rất là to, đảm bảo sẽ là hai thân hoa rất là đẹp. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 45. Giò này cũng là hai thân cô chú anh chị ạ. Hai thân trong đó có một cái thân bị lỗi đầu ngọn trên kia một chút xíu, nhưng mà vẫn đảm bảo cô chú anh chị rằng mình vẫn thưởng thức hoa đẹp, bởi vì nó còn rất là dài đến cả khoảng tầm cả 1 mét ạ. Cái giò này em xin phép bán 70.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 4 này. Hình số 4 này là một cái thân to đùng ú luôn, vươn dài, rất là dài và rất là đẹp như thế này. Và mấy cái thân nó ngắn hơn, hai thân ngắn hơn ở đây. Cái giò này em xin phép được bán với giá cũng 100.000 nhé cô chú anh chị nhé. Gọi là giò 44, giò 43. Giò 43 này với giá 9 à. Giò 43 này em bán với giá 90.000 luôn cô chú anh chị. Hàng bảng thuần sẵn thì rất là nhiều thân. Và bảng 42 em bán với giá là 100.000 nhé. Sang bên này đây sẽ cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái giò hạc vĩ thiên cung lưỡi bố ạ. Siêu mướt và cực kỳ là đẹp như thế này. Mỗi một cái giò lan hạc vĩ thiên cung lưỡi bố này nó phải hơn chục thân đúng không ạ? Hơn chục thân ạ. Và một cái giò hạc vĩ thiên cung lưỡi bố như thế này thì em xin phép được bán với giá chỉ có 140.000 thôi cô chú anh chị nhé. Mặt bông của hạc vĩ thiên cung lưỡi bố đây, hoa nó không phải nhạt màu như hạc vĩ rừng ạ. Chắc chắn rằng mỗi một cái giò này sẽ là một cái tác phẩm thực sự cô chú anh chị ngắm đã mắt luôn. Mười mấy, 20 thân trong một giò khủng đẹp như thế này. Đó, sau này cô chú anh chị sẽ có một cái tác phẩm tuyệt vời cô chú anh chị thưởng thức hoa với giá tiền chỉ có 140.000 thôi cho một cái giò lan, một cái giò lan hạc vĩ thiên cung lưỡi bố như vậy nhá. Và hàng thì rất là nhiều luôn nên cô chú anh chị mình yên tâm cho em rằng sẽ chọn cho cô chú anh chị những cái giò lan cực kỳ là đẹp, cực kỳ là đẹp với số tiền bỏ ra chỉ 140.000 ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái bảng giả hạc pháp ạ. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm những cái bảng giả hạc pháp cực kỳ là mướt ở đây ạ. Mỗi một cái bảng giả hạc pháp như vậy nó cũng sẽ rơi trên chục thân đúng không ạ? Và mỗi một thân nó sẽ là một suối hoa nhé cô chú anh chị nhé. Giả hạc pháp, một trong những dòng lan sẽ nở vào thời điểm Tết. Một bảng giả hạc pháp hơn chục thân và nó sẽ rất là nổi bật khi mà nó nở hoa với sắc hoa đỏ thắm của nó như vậy. Thân bé thôi nhưng mà hoa rất là to. Và một bảng giả hạc pháp tuyệt vời như thế này em đang để giá là 140.000 cho một giò thôi ạ. Bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan trầm rồng đỏ. Một cái dòng lan quá là nổi tiếng lâu nay rồi ạ. Với cái bông hoa nó không khác gì trầm rừng luôn cô chú anh chị này. Sắc hoa đỏ, bông hoa bầu tròn, không khác gì trầm rừng nhá. Tuyệt vời như vậy đấy ạ. Sai bông từ gốc đến ngọn luôn. Và hoa nở vào thời điểm Tết. Mỗi giò trầm rồng đỏ như thế này nó phải rơi khoảng tầm 7-8 thân trở lên trong một giò đúng không ạ? Xin phép em được bán với giá chỉ 120.000 cho một giò lan trầm rồng đỏ này thôi. Và đặc biệt là những cái chậu lan trầm cổ cực kỳ là tuyệt vời ở đây. Không phải tự dưng mà nó được gọi là trầm cổ đâu ạ. Tên của nó chính là trầm than củi cô chú anh chị nhé. Trầm than củi. Nhưng mà nó là một cái loại lan rất là đẹp và đã được nhà vườn nhân và giữ giống rất là lâu. Chính vì vậy mà nó còn được gọi là trầm cổ ạ. Cái dòng trầm cổ này cô chú anh chị về trăm đạt nó phải dài đến khoảng tầm 2 mét nhé cô chú anh chị nhé. Mỗi một thân phải dài đến 2 mét. Và cái sắc hoa đỏ, bông hoa to huỳnh luôn cô chú anh chị ạ. Đỏ sáp bóng và đây cô chú anh chị nhìn cho em, đây vẫn còn một số nụ cô chú anh chị có thể nhìn thấy ạ. Sắc hoa đỏ thắm và bông hoa rất là to nhé cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu lan trầm cổ như vậy em đang bán giao lưu cùng cô chú anh chị với giá chỉ có 120.000 thôi, mà cũng rơi từ ít nhất là 7-8 thân trở lên trong một giò. 7-8 thân trong một giò rất là đều và rất là đẹp như vậy đấy ạ. Cô chú anh chị mình của em xem lại cái giò hạc vĩ thiên cung lưỡi bố này. Dạ, sang bên này đây sẽ là những giò lan phi điệp 5 cánh trắng họng hồng nhé cô chú anh chị nhé. Dòng lan phi điệp 5 cánh trắng họng hồng cũng sẽ nở hoa vào thời điểm Tết ạ. Sai bông một cách tự nhiên mà cô chú anh chị không cần phải kích gì cả đâu ạ. Và một cái giò như thế này thì chắc chắn rằng là nó phải rơi từ khoảng tầm 5-6 thân trở lên ạ. Chắc chắn rằng cô chú anh chị sẽ có một cái giò lan đẹp xuất sắc trong thời điểm Tết tới này. Và giá thì cũng chỉ có 120.000 thôi. Thực sự nó quá đẹp so với cái vẻ ở cái nó quá là đẹp, quá là rẻ so với cái vẻ đẹp thẩm mỹ mà nó đem lại cô chú anh chị ạ. Trước đây một cái thân
năm cánh trắng họng hồng như thế này thì thân ngắn tí mà vài 300.000 luôn. À, cô chú anh chị nhìn này. Đấy, cái dòng hoa năm cánh trắng họng hồng nhé, chuẩn hoa như thế này cho cô chú anh chị. Với giá chỉ 120.000 cho một giò, mà giò rất là nhiều thân. Giò rất là nhiều thân. Còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu già hạc chớp Mỹ. Già à đâu, không phải chớp Mỹ mà là cái phi điệp mà phi điệp cánh viền cô chú anh chị ạ. Ký những chậu lan phi điệp cánh viền này em xin phép được bán với giá là cũng 120.000 cho một giò nhé. Dòng lan này thì đẹp nổi tiếng, đi dự những triển lãm vì hoa lan được giải rất là cao luôn ạ. Đã được nhà vườn người ta cũng nhân giống này. Sau bên này đây sẽ là những cái cây lan thiên nga đen, mệnh danh là một cái dòng lan mà tượng trưng cho vẻ đẹp huyền bí ạ. Và những cây lan thiên nga đen này em xin phép được bán một chậu như vậy với giá 130.000, cây rất là khỏe luôn nhé các chú chị nhá. Sang bên này đây ạ là những cái chậu kiều kiều vuông lộc bắc nhé các chú chị nhá. Chậu rất là nhiều thân ạ, mập khỏe đẹp như thế này. Hứa hẹn rằng mỗi một cái giò lan sẽ cho cô chú anh chị những bông hoa thực sự rất là tuyệt vời ở mùa xuân cũng như là Tết tới này. Và giá tiền thì chỉ có 140.000 cho một giò thiên nga đen này thôi nhá. À đâu, một giò kiều lộc bắc này thôi ạ. Và em vẫn có những giò lan kiều tím miên tử. Em nghĩ rằng là chắc chắn rằng những bông kiều tím miên tử này khi mà nó nở không làm cô chú anh chị mình thất vọng luôn. Cái dòng lan kiều tím miên tử là một trong những dòng kiều mà có hoa đậm và đẹp nhất trong tất cả những dòng lan kiều nhá cô chú anh chị nhá. Đây là một số mặt bông kiều đã sổ tại vườn ạ, rất là tuyệt vời như thế này. Và một cái chậu kiều tím miên tử như vậy em đang để giá có 140.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. 140.000 cho một giò kiều tím miên tử như này. Và sang bên này đây cô chú anh chị cùng em ngắm vẻ đẹp của những cây lan kiếm ạ. Và trước mặt cô chú anh chị đây chính là một cái cây lan kiếm, đây gọi là kiếm vị hoàng. Một cái dòng lan kiếm mà khi mà cái dòng kiếm đang lên ngôi với giá siêu đắt đỏ thì nó là một trong mặt mặt bông kiếm, nói là nó đứng thứ ba ở dòng lan kiếm tiên vũ. Đấy, cái vẻ đẹp của nó, cái giá trị của nó. Cô chú anh chị nhá, cần hoa của nó thì cực kỳ là dài. Và rơi riêng chơi kiếm thì em thấy có một cái điểm rất là thú vị, đó là mình có thể được ngắm lá quanh năm. Và đến mùa hoa thì những cái thân kiếm rủ dài cũng rất là đẹp mà thơm nhá, cực kỳ là bền hoa luôn đấy cô chú anh chị. Đấy ạ, những cái bông hoa kiếm rất là đẹp như thế này. Mỗi một cái loại lan nó mang một vẻ đẹp riêng. Còn bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một cái dòng lan kiếm phải nói là giá trị nhất trong tất cả những cái dòng lan kiếm khi mà cái dòng kiếm đang lên ngôi, đó là dòng lan kiếm Phan Chí nhé cô chú anh chị nhé. Hàng này thì bọn em bảo hành chuẩn mặt bông là dòng lan kiếm Phan Chí, là một dòng kiếm gọi là kiếm đột biến trước đây. Thì ở đây hình này em gọi là cái hình số 37 ạ. Cô chú anh chị có thể thấy là thân lá rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ. Lá ngắn và bản lá to đẹp như thế này, hình 37. Xin phép em được bán cái giò kiếm này với giá là 150.000 nhé. Hình tiếp theo sẽ là hình 38. Cây này này, bản lá rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Nói chung là trong mỗi giò như vậy thì đây, cái giò này em bán với giá là 150.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 39. 39 này em bán với giá là 140.000, là một bụi rất là to luôn ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 40. 40 này em bán với giá là 150.000 nhé cô chú anh chị nhé. Đẹp mộng mơ luôn. Và hình số 41 với giá 140.000 ạ. Đấy, em còn có vài bụi kiếm này thôi cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là những cái hình giáng hương đuôi cáo quế lan hương ạ. Quế trắng tháng 8 nhé. Em vẫn có cái giò quế này để cô chú anh chị mình nào mà muốn có một cái giò quế xếp đẹp bản lá to thì cô chú anh chị có thể sưu tầm. Cái bản lá này phải tầm trên 4 sen cho đến 5 sen ạ. Hàng thì đang chuẩn bị nụ rồi, một cái giò quế hàng lá xếp chuẩn đẹp như thế này với giá là 600.000. Hoặc là cô chú anh chị mình muốn mua hàng rẻ thì cô chú anh chị lấy ở đây cho em cái phần quế siêu rẻ luôn cô chú anh chị nhé. Hình quế ở đây em gọi là cái hình số 6 này, hình số 6 này là có 7 cây nhá cô chú anh chị nhá. 7 cây quế lan hương ạ. 7 cây quế lan hương này em xin phép được bán với giá là 150.000 cho hình quế này. 7 cây cô chú anh chị ạ. Một nhánh quế nhỏ thôi cũng đủ làm cô chú anh chị có một mùa tháng 8 tuyệt vời luôn. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7, 6 cây ạ. 6 cây với giá là 120.000 cô chú anh chị. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 8, 5 cây ạ. 5 cây này em cũng bán với giá là 120.000 nhá cô chú anh chị nhá. 120.000 như cây này cũng đã có nụ này. Đang có nụ luôn rồi này. 120.000 ạ. Đẹp lắm cô chú anh chị ạ. Ồ, cái dòng hình này là 5 cây. Em bán 130.000 đi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9, 7 cây với giá chỉ có 90.000 thôi. Rồi ạ, sang bên này đây sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo của chú anh chị nhá. Em có cả những cây lan cáo nhăn rất là đẹp này. Rồi, đầu tiên sẽ là hình số 11, hình số 10 ạ. À, hình số 11 trước đi. Hình số 11 trước đi, em lát em giới thiệu cáo nhăn xong. Cô chú anh chị muốn lấy hàng cân cũng được hoặc là lấy theo hình ở đây cũng được nhá.
Hình số 11, một cái phần cáo cực kỳ là đẹp luôn. Cây này bao nhiêu cặp lá đây cô chú anh chị? Hàng lá xếp đẹp như thế này. Hình này có tổng là 3 cây cáo, trong đó có cả cây mẹ con này, một cây mẹ con, hai cây mẹ con nhé cô chú anh chị nhé. Và phần cáo này em xin phép được bán hình này là 130.000 ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em cực kỳ là mướt đẹp như thế này, một phần cáo đẹp như vậy nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12 ạ. Hình số 12 này có tổng 15 cây. Đó, 15 cây cô chú anh chị nhá. Mà 15 cây này thì có những cây cáo nhỏ nên là cũng có những cây là cáo là xếp rất là xinh. 15 cây cáo nhỏ này em bán với giá là 110.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 13. Hình số 13 này thì em có 4 cây nhá cô chú anh chị. 130.000 cho 4 cây cáo to hình ở đây ạ. 130.000. Đấy, cô chú anh chị thích lấy hàng cân cũng được, lấy hàng theo hình ở đây cũng được. Hình số 14 này, 7 cây này cô chú anh chị này. Hàng cân thì em giới thiệu rất là kỹ đến cô chú anh chị luôn rồi. Hình số 14, 7 cây. 7 cây này em bán với giá 130.000 thôi ạ. Và hình số 15 là một cặp đôi 2 cây cáo cực kỳ là đẹp luôn ạ. Nhiều cặp lá, quá là tuyệt vời. Một đôi dáng hương đuôi cáo quá đỉnh đẹp như thế này. Và cặp đôi này em xin phép được bán với giá là 200 bao nhiêu nhỉ? Em đếm cho cô chú anh chị xem là bao nhiêu cặp lá nhé. 2 này, 4 này, 6 này, 7 này, 7, 8 cặp lá. Cây bên này 7, 8 cặp lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7 cặp lá. Mỗi một cây là 7, 8 cặp lá. Và cây rất là khỏe. Một cặp đôi đẹp tuyệt vời như thế này. Xin phép em bán cặp đôi này với giá tiền là 240.000 nhé cô chú anh chị nhé. Gọi là hình số 15 đấy ạ. Đấy, cô chú anh chị ngắm cho em. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16. Là cũng là một cặp đôi 2 cây cáo xếp. Hai cây cáo xếp và cây này xếp rụt để cô chú anh chị này. Bao nhiêu? 2, 4, 6, 8 cặp lá nhá. 8 cặp lá. Cây bên này là 2, 4, 6 cặp lá. Một cặp đôi 2 cây cáo to và đẹp như thế này ạ. Quá là đỉnh luôn cô chú anh chị. Quá là tuyệt vời luôn. Cây này thì đẹp dã man luôn cô chú anh chị. Đẹp dã man luôn cây này này. Xếp rụt rất là đẹp luôn. Cặp đôi này em bán với giá là 190.000 cô chú anh chị nhá. Trời ơi. Thế em bán cặp đôi này với giá là 200.000 đi cho cô chú anh chị nào muốn sưu tầm cặp cáo đẹp nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 17 là một cái cây cáo hoa phân nhánh ạ. Phân nhánh rất là to, một cái cần hoa phân nhánh rất là to nhưng mà rất là tiếc là bị gãy ngọn. Đó. Và cô chú anh chị em bán cây cáo phân nhánh nhưng mà bị mất cái ngọn, bị gãy mất cái ngọn này với giá là 50.000 thôi cô chú anh chị nhá. 50.000 thôi ạ. Thì bởi vì là cái cây thực sự thì cây cáo ấy nó bị gãy ngọn thì nó sẽ mọc ít nhất là một cây con ngay lập tức cô chú anh chị ạ. Nên cô chú anh chị yên tâm. Trước đây em có một cái cây cáo trắng mãi nó chẳng đẻ con mà sau đấy là bị thối mất ngọn. Và sau đó thì nó đã mọc lên hai cái ngọn mới. Tính ra thì còn em còn được lãi bởi vì là nó làm sao từ một cây mà nó trở thành hai cây ấy cô chú anh chị. Đấy là nói chuyện vui như vậy thôi. Tại vì là mình không có kích cây, không kích mầm gì. Tự dưng nó bị hỏng mất ngọn. Và sau đó thì lại mọc lên hai ngọn con ấy, tự dưng lại được thành hai cây. Hình số 18 này, một cặp đôi. Một cặp đôi cũng hai cây ạ. Hai cây hàng lá xếp như vậy ạ. Em bán cặp đôi này với giá tiền là 150.000 nhé cô chú anh chị nhé. Trong đấy có cây này là cây mẹ con luôn này. Cô chú anh chị này. Này cây mẹ con luôn, cái cây, cái lá này thì đây, bị sâu cắn, bị ở trên rừng nó bị lỗi mất một cái lá bên kia. 150.000 cho cặp đôi này. Và sang hình tiếp theo ạ. Là hình số 19 này. Hình số 19 nhá cô chú anh chị. Cũng là một phần cáo xếp rụt như cây này này. Xếp rụt rất là đẹp đúng không ạ. Và cây này phần này là 3 cây. Đó, một phần cáo đẹp như thế này. Xin phép em được bán hình này. Giá là 140.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 20. Một cái phần cáo, một cây mẹ với 3 cây con ạ. Một mẹ 3 con, nguyên một dề nhá cô chú anh chị nhá. Hình này em bán với giá là 100.000 luôn thôi. 100.000 thôi cho cái hình này. Là hình 20. Và hình 21 này cô chú anh chị. Hình 21 phần này là có 6 cây cáo nhé cô chú anh chị nhé. Có tất cả 6 cây cáo. Trong đó thì có một cái cây này cũng lá cũng nhăn nhẹ này. Mà thôi em để trong một cái lô này. 6 cây cáo này xin phép được bán với giá là 130.000 cho hình này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 22 ạ. 5 cây cáo nhé. Hình này có tất cả là 5 cây cáo ạ. 5 cây cáo đẹp mộng mơ này. 130.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 23. 4 cây cáo lá xếp. Và cũng có cả những cây xếp rụt như thế này. Đấy cô chú anh chị ạ. Đây. Xếp này.
bốn cây cáo lá xếp đẹp như thế này. Xin phép em được bán hình này với giá là 140.000 nhé, cô chú anh chị nhé, 140.000 cho hình này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 24. Hình số 24 cũng là 3 ngọn cáo lá xếp ạ. Trong đó có cả cây này là cây mẹ con này, cây lá xếp mẹ con này. Và hình cáo này em cũng bán với giá là 130.000, tùy cô chú anh chị. Thì hình này em bán 140.000 đi cô chú anh chị nhé. Hình số 24, 140.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 25. Hình số 25 này cũng là 4 ngọn cáo. Trong đó thì có cặp đôi này là 2 cây này. Nhưng mà cái cây này thì hơi dập lá một chút xíu nhé, cô chú anh chị nhé. Đấy, cả cái hình này thì đẹp lắm cô chú anh chị ạ. Như cây này thì hoa cực kỳ là to luôn ấy. Cây này này, bông hoa nở muộn mà rất là to luôn cô chú anh chị ạ. Bông hoa này to lắm, bông cáo này rất là to. Và một cái hình này, như cây này thôi là vừa rồi là có 2 cái bông hoa. Đấy, cái hoa này à, như cây này, một cây này thôi là có 2 bông hoa luôn. Hình này em bán 120.000 nhé. Và sang hình tiếp theo là hình 26 này. 26, hình này có tổng 6 cây cáo ạ. Tổng 6 cây cáo, 120.000. Và hình tiếp theo là hình số 27, 7 cây nhé, cô chú anh chị nhé. Ôi, cái cây này lưỡi hồng đẹp không? Cây này lưỡi hồng rất là đẹp luôn. Hình này có 7 ngọn cáo ạ. 7 ngọn cáo này em bán 130.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 28. Hình số 28 này có 19 ngọn cáo tất cả đấy ạ. 19 cây cáo giống nhá, cô chú anh chị nhá. 130.000 ạ. Và sang hình tiếp theo là hình 29, 10 ngọn cáo. 10 cây cáo ở đây em bán là 130.000 này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 30 ạ. Hình số 30. Hình số 30 này thì em đang có 2 cây cáo nhá. Và hàng là xếp cực kỳ là VIP luôn, thẳng tắp như này. Cây số 1 này, cây số 2 này là thành hàng nguyên bản luôn ạ cô chú ý chị. Đó, cái giá thể của nó còn bám ở cái cây như này, gỗ còn bám ở gốc như vậy nhá. Một cái cặp đôi 2 cây này cô chú ý chị về làm một cái giò quá xinh. 180.000 cho cặp đôi này ạ. Gọi là hình 30. Hình 31 là nguyên một dề, 3 ngọn cáo thẳng tắp như thế này cô chú ý chị. Thẳng tưng luôn. Đó, nhìn thì có vẻ hơi bỏ lá chân kia cô chú anh chị, trồng vào chậu đi nữa là sẽ là thành một cái chậu rất là đẹp. Cô chú anh chị mình yên tâm, mình có thể trồng sâu một chút thì là cái phần này nó sẽ không bị lộ cái phần bỏ lá chân nữa cô chú anh chị nhá. Là cô chú anh chị có một cái giò cáo cực kỳ là tuyệt vời luôn ạ. Hình này em bán với giá là 200.000 cho 3 ngọn cáo này nhá, 3 ngọn cáo xếp này. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 36 ạ. 36 là một ngọn dáng hương đuôi cáo hoa phân nhánh nhá. Năm trước là phân đến 3 nhánh này, cô chú ý, phân 2 nhánh này. Phân 2 nhánh, cả nhánh bên này nữa là thành 3 nhánh, tổng 3 nhánh. Và năm nay thì phân 2 nhánh. Dạ. Một nhánh đây, hai nhánh. Đấy, thì cái dòng cáo hoa phân nhánh thì nó chính là một cái kiểu đột biến của dòng đột biến về hoa. Về hoa của dòng dáng hương đuôi cáo nhá. Cái cây này thì khá là nhiều cặp lá cô chú ý chị ạ. 2 này, 4 này, 6, 8 cặp lá. Cái lá này bị gập một chút xíu cô chú ý chị ạ. Một cái ngọn cáo nguyên bản mà hoa phân nhánh bị gập mất một cái lá ở đây. Xin phép em bán giò cáo này, gọi là hình 36 nhé, với giá là 250.000 thôi cô chú anh chị ạ. 250.000 thôi nhé, rất là nhiều cặp lá, nhờ bị lỗi một lá. Hình tiếp theo hình 35, cái chậu cáo này cô chú anh chị về cho phân vào, tưới tắm sang năm có giò xanh luôn, với giá 150.000 thôi ạ. Và hình số 34, với chậu mà có bông hồng rất là đẹp, bông hoa to đùng và màu hồng đẹp, giá 140.000. Và chậu tiếp theo chậu 33 cũng xanh mướt luôn cô chú anh chị, 150.000 luôn ạ. Chậu tiếp theo 32, rất nhiều cây, 160.000. Sau bên này đây là em đang có món chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng, với giá tiền là 170.000 trong túi nửa kg. Chè trồng rừng ở vùng núi Phe Đén với độ cao trên 1.000m2 nên là quanh năm sương mù bao phủ cũng như thời tiết rất là lạnh. Chính vì vậy mà tạo ra một cái hương vị rất là riêng của dòng chè ô long này. Chè dây ạ, với giá em đang bán là 50.000 trong một túi nửa kg nhé cô chú chị nhé. Sau bên này thì rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 2.000 cho kg, rêu rừng cực kỳ là đẹp luôn, 50.000 trong kg, dớn vụn 40.000 trong kg, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong cặp nhé, atonic 12.000 trong một gói, xúc thai hormone tăng trưởng 50.000 và dưỡng chất AB 80.000 cho một lọ, B1 thái 40.000 trong một lọ.
B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ, liền da mỹ tiến 40.000, liền da sẹo đen 55.000. Siêu da dễ N3M 30.000 và ba loại phân bón thông minh tăng trọng có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 và đặc trị côn trùng 70.000 cho một lọ. Kinkinbun đặc trị thối nhũn 25.000 một gói, Chichodema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Dây bột lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 cho một cuộn. Phân bón trùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một túi, phân dê đã qua xử lý với giá là 18.000 một kg. Phân dê thì nó sẽ cung cấp với giá trị dinh dưỡng trong thời gian rất là lâu dài, bởi vì là nó tan cực kỳ là chậm luôn. Em vẫn có những giọt tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt nhé. 40.000 cho một lọ, 40.000 cho một cái lọ tinh dầu hồi như vậy. À, rồi ạ, ở đây thì em còn có thêm một cái bảng phi điệp tím nữa, cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái mặt bông của dòng phi điệp tím. Phi điệp tím thì cô chú anh chị thấy là trước đây siêu đắt đỏ đúng không ạ? Còn bây giờ thì cái giá của nó phải nói là không có giá trị gì. Tuy nhiên thì cô chú anh chị thấy, có thể thấy rằng là cái vẻ đẹp của nó chắc chắn rằng, cái giá trị vẻ đẹp của nó chắc chắn rằng là không thể nào mà mất đi đúng không ạ? Và chơi lan, quan niệm rằng là cứ hoa đẹp là mình chơi, nên là ở sân vườn nhà em bao giờ những cây lan phi điệp này, những giò phi điệp không thể nào thiếu. Rất là thơm, rất là đẹp, ngắm đã mắt. Và ở đây ấy, em đang có một cái giò phi điệp tím của chú chị mình có thể sở hữu, và em đã trồng sẵn trên cái bảng gỗ này rồi. Em đang bán cái bảng phi điệp tím này với giá 100.000 ạ. Rồi em xin phép được dừng clip ở đây và cảm ơn cô chú chị đã theo dõi. Ở đây em vẫn có những cái cây cây quân tử nhá, với giá 70.000 cho một cây đấy ạ.